Thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đến nay Tổng cục Hậu cần đã chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị toàn quân chủ động làm tốt công tác bảo đảm các mặt hậu cần cho đón nhận huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024. Theo đó, các đơn vị đã tổ chức khai thác tạo nguồn lương thực, thực phẩm ổn định, tổ chức kiểm tra, sửa chữa, củng cố nhà ở, nhà ăn, nhà bếp, công trình vệ sinh, cấp bổ sung đủ dụng cụ cấp dưỡng, trang bị nhà ăn, nhà bếp, giường, phản nằm, doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt cho chiến sĩ mới. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức khám sức khỏe trong tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc. Bên cạnh đó, các đơn vị đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với địa phương, giao quân và các đơn vị liên quan tiếp nhận và cấp phát, bảo đảm quân trang đủ cho giao nhận chiến sĩ mới tại các địa phương và đơn vị huấn luyện. Trong đó, tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2024, Tổng cục Hậu cần đã chỉ đạo Cục Quân nhu tạo nguồn cấp phát quân trang đến đầu mối các đơn vị nhận quân trực thuộc Bộ Quốc phòng, đạt hơn 66% kế hoạch. Bảo đảm quân trang cho các địa phương giao quân của các quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đạt 87% kế hoạch. Dự kiến đến ngày 22 tháng 2 năm 2024 sẽ hoàn thành 100% kế hoạch bảo đảm quân trang đến các đơn vị giao nhận quân và huấn luyện chiến sĩ mới. Bên cạnh đó, chuẩn bị tốt mô hình, học cụ, thao trường bãi tập, giáo án hậu cần, sổ sách thống kê, ghi chép phục vụ huấn luyện chiến sĩ mới. Đồng thời tổ chức tập huấn cán bộ huấn luyện hậu cần kỹ thuật nấu ăn cho lực lượng nuôi quân để phục vụ tốt, đón nhận chiến sĩ mới năm 2024.